Alo alo, nếu mọi người nào muốn nạp phí pha tiếp hoặc là thật nhiều kim cương, còn chần chờ gì nữa không đến shop tkt.com thì với 19-20k mọi người có thể nhận được thật nhiều kim cương và vô vàng nạp phí pha tiếp. Còn không nhanh tay đến với shop tkt.com để thử bằng máy đi nào. Ok, trước lúc video này bắt đầu thì mình muốn nói là mình yêu các bạn rất là nhiều. Các bạn đã đón xem mình trong thời gian qua, mình sẽ sớm nhất có thể quay trở lại với YouTube một cách thực sự gọi là một cách chất lượng nhất. Và cái YouTube đang bao vây game và tới 7 năm liền. Nhưng thời gian mà bắt đầu thì kể đến được tuyến triển, anh đã đam mê tìm làm hết mình và có một tính cách riêng. Nhưng thời gian trôi qua và những giây phút thiêng liêng, tên của anh là Gia Bảo và anh sinh năm 2000. Sinh nhật của anh vào 2 tháng 6, các bạn biết khỏi bàn tán. 15 tháng 3 2014, video đầu tiên được lên sóng, chủ đề Minecraft hết fit, các bạn xem luôn cho nóng. Anh làm rất nhiều chủ đề khác nhau để cho các bạn xem không bị chán. Và Minecraft anh chơi hiện tại nó có rất nhiều phiên bản. Từ khi biết đến cái tên Zeroth, hồi xưa anh là GB Gaming, những video hài hước làm cho các bạn không thể ngồi im. 1 tháng 2 2015, anh chơi cùng anh còn và Di, bởi lúc đó có người không thích và anh xem là người dư thừa. Anh chỉ muốn đem lại giải trí nhưng sự hiểu biết của mình thôi, luôn mong muốn sẽ đem một ít cho các bạn cảm thấy vui. Một mình như quán thời gian sau, anh chơi cùng rất nhiều người bạn, cùng họ chơi game trò chuyện với nhau và quay clip chung với mình. Mọi người nói chuyện với nhau, bài trò sẽ không bị chán. 1 tháng 2 2016, anh chơi cùng Up Banana, cùng ba YouTuber khác mang lại niềm vui cười thả ga. 2016 gia nhập Up Lip giống như gia đình thứ hai, với những anh em trong nhóm vui vẻ và thoải mái, luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn trên một chặng đường dài. Sát cánh với nhau giống như gia đình, vượt qua hết những chông gai, với những thời gian kỷ niệm tuyệt vời và anh sẽ không bao giờ quên. Tình cảm anh em là mãi mãi giống như con thuyền cập bến. 15 tháng 2 2017, kênh anh đạt 100.000 subscribe. 3 năm nỗ lực, anh nhận được nút bạc trên tay. Anh được rất nhiều niềm vui khi ở trong gia đình thứ hai, sẽ cùng anh em trong nhóm phát triển ở trong tương lai. Tăng tiếp tục tăng lên tới top 18 và hiện tại là có vẻ đã tụt xuống một tí rồi, nhưng mà mình cũng rất là vui. Anh dễ gần gũi nhưng ngày hứa không thể thiếu, những lúc mình mỏi vì mọi người mà anh phải chịu. Thi xong đại học ít ra video cũng phải vì anh lười luôn, chứ các bạn đó chính là trách nhiệm của anh rồi. Chặng đường khó khăn mà anh vẫn đang bước đi, anh là tuyển thủ BBA hiện tại theo là Tuyên Chi. Anh là video nói chung đơn giản và không quá cầu kỳ, vừa có hài hước và kèm theo đó là video thật thú vị. Video chơi game và quay vlog cùng cả team, rất nhiều niềm vui và giải trí được đính kèm với những màn troll của cả team dành cho tất cả mọi người, và cả team đem lại giải trí, chỉ mong mọi người phải vui cười. Nhưng mà Rudy nhạc chế mà cả team đã làm ra vừa lại lỗi và hài hước, đó là tâm huyết của team mà. Vào ngày tháng 10 2020 chơi cùng với team Sinh Tố, chơi chung với team Sinh Tố và xem như là người anh em. 2020 là những khoảnh khắc tuyệt vời của anh đây, những kỷ niệm không thể quên, nó còn trí nhớ của anh đấy. 2021 là chặng đường mới để cho anh bước đi, con đường thành công sẽ đến với anh bởi vì anh rất kiên trì. Mỗi gần 7 năm chinh phục đam mê dù có những lời cười chơi, hiện tại gần 1 triệu người đăng ký video làm các bạn phải mời. Anh đã có gia đình Sinh Tố và tất cả mọi người nơi đây, mong chị dịp ra sẽ nhận được, có khi nói vào năm nay. Những ý tưởng sáng tạo nơi cho hoàn toàn mới, là tiền thủ tịch bước gần trong Minecraft thật tuyệt vời. Với những clip mà anh làm ra được mọi người đón nhận, với những clip trong vài thử thách các bạn thích không nói nên lời. Chúc cho anh thật nhiều thành công trên con đường YouTuber, gia đình Sinh Tố là một điểm tựa để cho anh phát triển hơn. Nếu có khó khăn hay là hỗ trợ thì sẽ có anh em, vì anh là một thành viên hài hước không thể thiếu ở trong team.